Cửa hàng Nhật Nung Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một cây máy cơ xích hàng của Hitachi. Đây, CS35ED3. Đó, máy Nhật nha mọi người. Thì đời này có full bộ chức năng gồm có trợ lực này, đó, có khóa xích này, có núm bơm xăng phụ nha mọi người. Chốt e tự động nha. Đó. Rất là nhiều chức năng. Công dụng nhất rồi. Đầy đủ chức năng luôn nha mọi người. Đấy, thì đời này được sử dụng lam 40 xích ở xích trung mini nha mọi người. Đây sẽ quay chi tiết cho mọi người xem này. Đó. Lam 40 nha, xích trung mini. Đó. Tăng xích thì nó tăng trực tiếp tại bên ốp này. Đó, mọi người chỉ việc lấy lỏng han ốc này ra và tăng xích trực tiếp tại đây. Đó, sử dụng ốp lam 2 chân ốc nha, ốc 10 nha mọi người. Đó. Hitachi. Đời này 35cc thì cắt chủ yếu ở gia đình nhé. Nhưng anh em nào sử dụng đi cắt cưa thuê thì mình nên leo trèo rất là tốt nha. Có khóa xích và có trợ lực thì giật rất là nhẹ. Còn những chỗ nào có tuổi mình sử dụng dòng này sẽ tốt hơn. Đó. Cầm nó vừa tầm. Đó. Mẫu mã thì cũng rất là đẹp, gọn gàng ha. Đó. Đặc biệt là rất là nhạy nổ nhé. Có trợ lực thì giật rất là nhẹ. Rồi, giờ sẽ quay vào bên trong này. Đây bên máu không giật nha mọi người. Máy giật đây nha, CS35ED. Đó, thương hiệu Lema nha mọi người. Đó. Đây, bên trong bộ lọc gió như thế nào. Đây, thiết kế bên trong nha mọi người. Đây là đầu buji này. Đó, buji nằm bên trong này và đây là bộ lọc gió nha. Lọc gió còn cũng rất là mới luôn. Này. Chế xăng thì có thể là mọi người không nhìn rõ được, tại vì bên đây nó có chia đi này, mọi người nhìn sơ sơ qua rất là trắng này ha, còn cực kỳ là mới đẹp luôn, cái lọc gió nó chia hết rồi không thấy rõ được. Đó. À, giờ em sẽ ráp vào và khởi động cho mọi người nghe tiếng máy nhé. Ráp vào rất là đơn giản, vặn ốc hết trực tiếp. Rồi, thì đây nó có hai bình chứa nguyên liệu nhé. Đằng trước là nhớt thải để nuôi lam xích nha. Còn đằng sau là xăng pha với nhớt nha mọi người. Rồi, trường hợp để lau hoặc cái xăng mọi người bơm đầy núm bơm xăng phụ lên. Đây là cái chốt cần e kéo nó ra. Giật nó ho một tiếng mọi người bóp ga sẽ tự vô là xài bình thường. Công tắc thì nhớ chú ý đẩy lên là xài, đẩy xuống là tắt nha. Giờ em sẽ khởi động nhé. Bộ giật có trợ lực lên là cứ kéo nhẹ nổ lên nha. Nghe rất là ấn tiếng luôn nha mọi người. Đó là êm và nhẹ nhàng ha. Rồi, thì quý khách hàng nào thật sự ưng ý máy này thì liên hệ qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988 628 901. Số điện thoại có sử dụng Zalo. Bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Thông số máy em sẽ để ở phần mô tả nha. Và giá em cũng để đó luôn nha. Thì phương thức thanh toán thì quý khách hàng chốt cọc trước 1-2-300 ngàn tùy theo khu vực nhé. Khi nhận hàng thanh toán số tiền còn lại cho nhân viên giao hàng nhé. Cọc trước 500 ngàn để được miễn phí ship nha mọi người.